Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Jessica. Video ngày hôm nay là video để cùng unboxing một chiếc túi mà quyền lực nhất sau chiếc túi Birkin và Kelly. Đó là chiếc túi Conscience. Thì ngày hôm nay mình sẽ unbox ngược một chút xíu nha mọi người. Thì thông thường mình unbox những món nhỏ trước, sau đó là túi xách, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ unbox chiếc túi trước để cho mọi người không có quá hồi hộp. Thì tuần vừa rồi SA của mình có text cho mình á, hỏi là mình có muốn chiếc túi này hay không. Thì mình có suy nghĩ một chút xíu, tại vì mình đang gửi chiếc túi Birkin mà mình yêu thích á, cho nên là mình sợ không biết chiếc túi này có ảnh hưởng hay không. Nhưng mà ở store của mình á, thì chiếc túi Conscience này nó không được tính vào gọi là quota bag, cho nên là mình đã quyết định lấy nó luôn. Tại vì SA mình nói là mình vẫn được offer chiếc túi Birkin mà mình đang chờ đợi. Một em bé mới rất là thơm. Are you ready? So sweet that you wearing for me. And your green bracelet too. Yeah. Wow. And this is a great leather too, because it's the goat skin. Goat skin has a little bit more of a natural shine to it. Yes. It's durable. That's the most like durable. This is cái này nó bị phun ra luôn. SA đã cắn lại cho mình rồi đó mọi người. Giới thiệu tới các bạn, đây là một chiếc túi Conscience size 24 phiên bản mới của năm 2023, có màu gọi là màu bamboo và silver hardware, da sapphire. Để mình quay gần cho mọi người xem nha. Như các bạn cũng biết, cái loại da sapphire này là một trong những loại da bền nhất của Hermes. Thì mình hơi ngạc nhiên khi mình nhìn thấy loại da này, tại vì mình nghĩ mà da mà bền nhất thì nó sẽ không có sáng, nó không có bóng ở trên cái bề mặt, mà nó sẽ dạng như là khô á mọi người. Nhưng mà nó shiny, nó sáng và nó nhìn tươi á, cho nên mình hơi bất ngờ chút xíu. Bây giờ mình mở bên trong cho các bạn xem nhé. Bên trong là một loại da khác, mềm hơn. Có một cái ngăn kéo và hai ngăn nhỏ ở đây. Với dòng túi Conscience năm 2023 thì có một cái chiếc gương ở bên trong chiếc túi nha mọi người. Thấy cái stem của chiếc túi. Đây là một cái màu rất là tươi mà rất là ngọt. Đây là chiếc túi Conscience size 24 da sapphire, thì có giá là 11.300 USD trước thuế. Mỗi một loại da khác nhau á, cho nên nó sẽ có những cái loại giá khác nhau á mọi người. Và bây giờ tiếp tục với lại cái hộp nhỏ hơn nha. Đây là một chiếc khăn size 90-90, khăn vuông, là cùng một size với lại cái khăn mà mình đang choàng nè mọi người. Thì như mọi người cũng biết á, ngoài da ra thì khăn lụa là một trong những đặc sản của Hermes á mọi người. Đây là một chiếc khăn rất là đẹp, cũng cùng một collection với lại chiếc khăn mà mình đang choàng lên này luôn. Nhưng thường á, thì mình hay mua những cái loại khăn, những cái design khác nhau, nhưng mà cái màu xanh này nè, nó quá đẹp đi. Khi mình vào trong store á, thì mình thấy cái màu xanh này mình đã muốn mua nó ngay. Thường
của mình ít khi mặc đồ màu xanh dương lắm, cho nên là mình phải thử nó lên trong store. Và sau khi thử nó lên thì mình đã quyết định là mua luôn. Cái màu của nó là thiệt là tươi luôn, màu nào ra màu đó luôn. Nó tông chính của nó là màu xanh, có màu tím, màu cam, màu vàng, đủ thứ. Màu xanh. Bên trong là màu hồng. Mọi người thích màu nào hơn thì mọi người comment ở bên dưới nha. Và giá của chiếc khăn này đó là 510 USD trước thuế. Tiếp theo, một chiếc khăn thứ hai ở trong chuyến đi lần này của mình. Các bạn biết không, sau cái chiếc khăn vuông này á, thì mình đã thấy một chiếc khăn khác màu sắc rất là tươi sáng mà rất là đẹp. Cho nên mình đã thử lên và mình sẽ nghĩ là sẽ mua hai chiếc, chiếc khăn màu xanh này và chiếc khăn màu sắc đó. Nhưng mà sau khi mà mình nhìn lên trên tường của store, mình thấy họ có decorate mà rất là đẹp đó, cho nên mình muốn xem thử. Mình đã thấy cái khăn đó trên online rồi nhưng mà rất là đẹp, nhưng mà mình không biết ở ngoài như thế nào, thì mình cũng muốn thử nó vào. Và sau đó mình đã thay đổi ý định là mình mua một chiec khăn size nhỏ và một chiếc khăn size to này. Tại vì sau khi choàng lên á, nó rất là sang, mà cái màu sắc của nó, cái tông chính là màu trắng, cho nên nó cũng nhã nhặn hơn và cũng như là mình sẽ dùng được cho cả mùa hè, mùa thu nữa. Đây là một cái design rất là đẹp, sang. Không biết mọi người có thấy hết không? Quá đẹp phải không mọi người? Có hình những con chim đủ màu sắc hết. Và đây là size lớn hơn cho nên giá của nó sẽ là 950 USD trước thuế. Cả hai chiếc khăn đều là bằng vải lụa. Và cái hộp tiếp theo, đây là một chiếc áo t-shirt. Lần này mình không có mua nhiều lắm cho nên mình nhớ hết những cái hộp này là cái gì bên trong. Đây là một chiếc áo t-shirt giống như là signatures của Atmos, mọi người, rất là đơn giản. Chỉ là một tông màu thôi. Có một cái túi ở bên cái ngực nè và theo chữ H. Nó đơn giản như vậy thôi. Có rất là nhiều màu, màu đen, màu trắng, màu hồng. Mình mang size 34 hả mọi người. Và giá của chiếc áo thun này đó là 610 USD trước thuế. Và cái hộp cuối cùng của ngày hôm nay, please handle with care, class, thank you. Thì đây là một món đồ mà dễ vỡ cho nên họ sẽ dán như vậy. Cái món đồ này thì SA ship về nhà cho mình. Mình muốn giữ nguyên vậy để mình cho các bạn có cảm giác như là unbox chân thật nhất với mình ha. Đây là một chén nước chấm gọi là sauce dish. Thì cái này dùng để đựng nước chấm đó, mọi người, cho thức ăn hoặc là muối hoặc là những cái đồ bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì một set như vậy gồm có hai cái ha. Hai cái chiếc chén rất là xinh xắn. Các bạn có nhớ mình đã unbox một chiếc đĩa cũng cùng một collection với lại hai cái chén này luôn. Và giá của hai chiếc đĩa này là 240 USD, một set hai cái là 240. Ok, và video ngày hôm nay đã kết thúc tại đây rồi. Hy vọng các bạn yêu thích video này. Các bạn đừng quên bấm like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye.